chào tất cả các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Phạm Trung Hảo, giáo viên trường Trung học phổ thông Ân Thi. Thầy rất vui khi được cùng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Tiết học ngày hôm nay của chúng ta là bài số 3, phương trình đường thẳng trong không gian, tiết 2. Trước khi vào nội dung chính của bài, thầy có một câu hỏi như sau. Nêu các vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Ở chương trình lớp 11, các em đã biết trong không gian, hai đường thẳng có 4 vị trí tương đối. Thứ nhất là hai đường thẳng trùng nhau. Thứ hai, hai đường thẳng song song. Và thứ ba, hai đường thẳng cắt nhau. Thứ tư là hai đường thẳng chéo nhau. Đây là 4 vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Thầy có một vấn đề đặt ra. Nếu như trong hệ tọa độ OXYZ, đường thẳng D và D' biết phương trình tham số, liệu chúng ta có xét được vị trí tương đối của hai đường thẳng D và D' hay không? Để giải quyết vấn đề này, thầy cho chúng ta cùng nghiên cứu phần hai la mã. Hai la mã, điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau. Trong mục hai la mã này, thầy quy ước đường thẳng D luôn có phương trình là x bằng x0 cộng a1t, y bằng y0 cộng a2t, z bằng z0 cộng a3t. Đường thẳng D phẩy có phương trình x bằng x0 phẩy cộng a1 phẩy t phẩy, y bằng y0 phẩy cộng a2 phẩy t phẩy, z bằng z0 phẩy cộng a3 phẩy t phẩy. Như vậy các em thấy rằng đường thẳng D đi qua điểm M có tọa độ x0, y0, z0 và có một vector chỉ phương là vector A có tọa độ A1, A2, A3. Đường thẳng D' đi qua điểm M' có tọa độ x0, y0, z0 và có một vector chỉ phương là vector A' có tọa độ A1, A2, A3'. Trên hình thầy đã thể hiện đường thẳng D đi qua điểm M có một vector là vector chỉ phương là vector A. Đường thẳng D' đi qua điểm M phải có một vector chỉ phương là vector A phải. Đây là quy ước của thầy trò ta trong phần hai la mã này. Bây giờ các em hãy quan sát lên trên màn hình. Thầy chia màn hình thành 4 phần, tương ứng với 4 vị trí tương đối của hai đường thẳng D và D phải. Hai đường thẳng D và D phải trùng nhau, hai đường thẳng D và D phải song song, đường thẳng D cắt đường thẳng D phải và đường thẳng D chéo nhau với đường thẳng D phải. Các em hãy quan sát trên hình vẽ và tập trung vào vector chỉ phương A và vector chỉ phương A phẩy của hai đường thẳng D và D phẩy. Hãy tìm mối liên hệ giữa hai vector chỉ phương của hai đường thẳng D và D phẩy. Các em sẽ thấy rằng trong trường hợp đường thẳng D trùng với đường thẳng D phẩy thì hai vector A và vector A phẩy cùng phương. Trường hợp đường thẳng D song song với đường thẳng D phẩy, các em cũng thấy được vector A và vector A phẩy cùng phương. Trường hợp đường thẳng D cắt đường thẳng D phẩy, các em sẽ thấy vector A và vector A phẩy không cùng phương. Trường hợp đường thẳng D và đường thẳng D phẩy chéo nhau, các em cũng thấy được vector A và vector A phẩy là không cùng phương. Như vậy, xét về tính cùng phương của hai vector A và A phẩy, các em sẽ thấy ta chia 4 trường hợp này thành hai nhóm. Nhóm ở phía bên trên, đường thẳng D và đường thẳng D phẩy song song hoặc trùng nhau. Nhóm ở phía dưới, đường thẳng D và đường thẳng D phẩy cắt nhau hoặc chéo nhau. Bây giờ ta sẽ phân biệt hai trường hợp thuộc nhóm vector chỉ phương A và vector chỉ phương A phẩy cùng phương. Ta thấy rằng quan sát kỹ hơn một chút thì trong trường hợp D và D phẩy, D và D phẩy trùng nhau thì đường thẳng D và đường thẳng D phẩy sẽ có điểm chung. Còn nếu D và D phẩy song song thì đường thẳng D và đường thẳng D phẩy sẽ không có điểm chung. Tương tự như thế, ta sẽ phân biệt hai trường hợp D và D phẩy cắt nhau, D và D phẩy chéo nhau. Ta thấy rằng trong trường hợp D và D phẩy cắt nhau thì D và D phẩy sẽ có điểm chung. Còn trong trường hợp D và D phải chéo nhau thì D và D phải không có điểm chung.
Như vậy, dựa vào các nhận xét này, thầy trò ta sẽ có các điều kiện tương đương như sau. Các em quan sát các điều kiện tương đương. D trùng với D phẩy khi và chỉ khi vector A bằng K lần vector A phẩy. Điểm M thuộc đường thẳng D phẩy. Nghĩa là hai đường thẳng trùng nhau khi và chỉ khi hai vector chỉ phương của chúng cùng phương và điểm M thuộc đường thẳng này cũng thuộc đường thẳng kia. Đường thẳng D song song với đường thẳng D phẩy khi và chỉ khi vector A bằng K lần vector A phẩy. Điểm M không thuộc đường thẳng D phẩy. Nghĩa là hai đường thẳng song song khi và chỉ khi hai vector chỉ phương của chúng cùng phương và điểm M thuộc đường thẳng này nhưng không thuộc đường thẳng kia. Đường thẳng D cắt đường thẳng D phẩy khi và chỉ khi hệ có nghiệm duy nhất. Hệ này thầy gọi là hệ tương giao của hai đường thẳng D và D phẩy. Vế trái các phương trình của hệ chính là hoành độ, tung độ và cao độ của các điểm nằm trên đường thẳng D. Vế phải các phương trình của hệ chính là hoành độ, tung độ và cao độ của các điểm nằm trên đường thẳng D phải. Ở đây, thầy đã cho x bằng x, y bằng y và z bằng z ở hai phương trình của đường thẳng D và đường thẳng D phải. Thầy có được hệ tương giao. Và số nghiệm của hệ tương giao này chính bằng số điểm chung của hai đường thẳng D và D phải. Như vậy, D và D phải cắt nhau khi và chỉ khi hệ tương giao có nghiệm duy nhất. Còn D và D phải chéo nhau khi và chỉ khi vector A và vector A phải không cùng phương. Và hệ tương giao, đây cũng là hệ tương giao xuất hiện ở phần D và D phải cắt nhau. Hệ tương giao vô nghiệm. Thầy nhắc lại, D và D phải chéo nhau khi và chỉ khi vector A và vector A phải không cùng phương và hệ tương giao vô nghiệm. Chắc sẽ có một số bạn thắc mắc với thầy là sao vừa nãy thầy nhận xét là trong trường hợp D và D phải cắt nhau thì có nói đến chuyện hai vector A và A phải không cùng phương. Nhưng trong điều kiện tương đương của thầy lại không có A và A phải không cùng phương. Việc thắc mắc của các em là có lý do. Nhưng các em hãy quan sát kỹ thêm một chút. Ở đây hệ tương giao giữa đường thẳng D và D phải có nghiệm duy nhất. Nghĩa là đường thẳng D và đường thẳng D phải có một điểm chung duy nhất. Và như vậy nó đã khác biệt với các trường hợp còn lại. Nhưng nếu trong trường hợp D và D phải chéo nhau mà ta không có điều kiện vector A và vector A phải không cùng phương mà chỉ còn lại điều kiện là hệ tương giao vô nghiệm, thì hệ tương giao vô nghiệm có nghĩa là đường thẳng D và D phải không có điểm chung. Khi đó có thể đường thẳng D và D phải sẽ song song. Như vậy, để tương đương với việc đường thẳng D và đường thẳng D phải chéo nhau, ta cần phải có điều kiện vector A và vector A phải không cùng phương nữa. Từ 4 điều kiện ở đây, thầy sẽ đưa cho các em quy trình để xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong không gian khi biết phương trình của chúng. Để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng, các em cần xem hai vector chỉ phương của chúng có cùng phương hay không. Nếu hai vector chỉ phương cùng phương, thì ta xem điểm M thuộc đường thẳng D có thuộc đường thẳng D phải hay không. Nếu điểm M cũng thuộc đường thẳng D phải, ta sẽ có kết luận D và D phải trùng nhau. Nếu điểm M thuộc D nhưng không thuộc D phải, ta sẽ có kết luận D và D phải song song. Còn nếu như hai vector chỉ phương mà không cùng phương, thì ta sẽ xem hệ tương giao có nghiệm hay không. Nếu hệ tương giao có nghiệm duy nhất, ta kết luận D và D phải cắt nhau. Nếu hệ tương giao của ta vô nghiệm, ta kết luận D và D phải chéo nhau. Để hiểu rõ hơn cái quy trình này, thầy trò chúng ta sẽ làm một số ví dụ. Ví dụ số 1. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng sau. Đường thẳng D, x bằng 1 cộng t,
y bằng 2t, z bằng 3 trừ t. Đường thẳng d phải, x bằng 1 cộng 2t phải, y bằng trừ 4 cộng 4t phải, z bằng 1 trừ 2t phải. Ta sẽ giải ví dụ này như quy trình chúng ta vừa được học. Ta thấy đường thẳng d có vector chỉ phương là vector a, có tọa độ 1, 2, âm 1. Và điểm M có tọa độ 1, 0, 3 thuộc vào đường thẳng D. Còn đường thẳng D' có một vector chỉ phương là vector A' có tọa độ 2, 4, âm 2. Ta thấy ngay được vector A bằng 2 lần vector A' bằng 2 lần vector A. Như vậy, vector A' và vector A là hai vector cùng phương. Từ đây ta sẽ thấy đường thẳng D và đường thẳng D' hoặc song song hoặc trùng nhau. Để biết được đường thẳng D và đường thẳng D' song song hay trùng nhau, ta sẽ kiểm tra xem điểm M có thuộc đường thẳng D' hay không. Ta thay tọa độ điểm M vào phương trình của D'. Có nghĩa là ta sẽ thay x bằng 1, y bằng 0, z bằng 3 vào phương trình của d'. Ta có hệ 1 bằng 1 cộng 2t', 0 bằng âm 4 cộng 4t', 3 bằng 1 trừ 2t'. Tiếp tục giải hệ ta được t' bằng 0, t' bằng 1, t' bằng âm 1. Và như vậy các em sẽ thấy rằng hệ sẽ vô nghiệm, ba giá trị t phải này khác nhau, hệ vô nghiệm. Và vì hệ vô nghiệm cho nên điểm M thuộc đường thẳng D, không thuộc đường thẳng D phải. Và từ hai điều kiện vector A phải và vector A cùng phương, điểm M thuộc đường thẳng D, không thuộc đường thẳng D phải, chắc chắn chúng ta sẽ có kết luận D song song với D phải. Như vậy, thầy cho ta đã giải ví dụ 1 theo đúng quy trình thầy đã dạy các em. Tiếp tục, chúng ta sẽ có ví dụ số 2. Ví dụ 2, xét vị trí tương đối của hai đường thẳng sau. Đường thẳng D có phương trình x bằng 1 cộng t, y bằng 2 cộng 3t, z bằng 3 trừ t. Đường thẳng D' có phương trình x bằng 2 trừ 2t', y bằng trừ 2 cộng t', z bằng 1 cộng 3t phải. Ta sẽ giải ví dụ 2 này như sau. Ta cũng đi tìm vector chỉ phương của đường thẳng D và đường thẳng D phải. Ta có đường thẳng D có vector chỉ phương là vector A, có tọa độ 1, 3, âm 1. Đường thẳng D phải có vector chỉ phương là vector A phải, có tọa độ âm 2, 1, 3. Ta sẽ thấy ngay được hai vector A và A phẩy là hai vector không cùng phương. Vì A, vector A và vector A phẩy không cùng phương, nên ta sẽ thấy đường thẳng D và đường thẳng D phẩy hoặc cắt nhau hoặc chéo nhau. Bây giờ ta sẽ kiểm tra xem hai đường thẳng D và D phẩy cắt nhau hay chéo nhau bằng cách ta sẽ xét hệ tương giao. Xét hệ phương trình, thầy cho x bằng x, y bằng y và z bằng z. Như vậy thầy có hệ 1 cộng t bằng 2 trừ 2t phải, 3, 2 cộng 3t bằng trừ 2 cộng t phải, 3 trừ t bằng 1 cộng 3t phải. Biến đổi hệ, ta được t cộng 2t phẩy bằng 1, 3t trừ t phẩy bằng trừ 4, trừ t trừ 3t phẩy bằng trừ 2. Ở đây, từ hai phương trình bất kỳ của hệ, các em sẽ tìm được t và t phẩy. Ta chú ý hệ của ta chỗ này là hệ 3 phương trình và chỉ có 2 ẩn là t và t phẩy. Từ hai phương trình nào đó của hệ,
các em có thể giải được T và T phải. Ở đây từ hai phương trình đầu của hệ, thầy giải được T bằng âm 1, T phải bằng 1. Thầy đem T bằng âm 1, T phải bằng 1 thay vào phương trình dưới. Và như vậy thầy thấy được rằng nó thỏa mãn phương trình dưới. Dẫn đến chuyện hệ có nghiệm duy nhất T bằng âm 1, T phải bằng 1. Và vì hệ có nghiệm duy nhất, chúng ta kết luận được đường thẳng D và đường thẳng D phải là hai đường thẳng cắt nhau. Một câu hỏi đặt ra là đường thẳng D và đường thẳng D phải cắt nhau, thì ta có tìm được tọa độ giao điểm của đường thẳng D và đường thẳng D phải hay không? Muốn tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng D và đường thẳng D phải, các em có thể mang giá trị T bằng âm 1 thay vào phương trình tham số của đường thẳng D. Hoặc ta đem T bằng T phẩy bằng 1 thay vào phương trình tham số của đường thẳng D phẩy. Ở đây, thầy thay T bằng âm 1 vào phương trình tham số của D. Ta sẽ được điểm M có tọa độ 0, âm 1, 4 là giao điểm của đường thẳng D và đường thẳng D phẩy. Chắc chắn rồi, nếu như các em thay T phẩy bằng 1 vào phương trình của D phẩy, ta cũng ra được điểm M có tọa độ 0, âm 1, 4 là giao điểm của đường thẳng D và D phẩy. Và cũng từ ví dụ này, thầy sẽ cho các em một chú ý. Ta có chú ý như sau. Chú ý, nếu hệ phương trình, các em có nhận ra hệ phương trình này không ạ? Đây chính là hệ tương giao giữa đường thẳng D và đường thẳng D phải. Nếu hệ phương trình này có nghiệm duy nhất T0, T0 phải, thì để tìm giao điểm M0 của đường thẳng D và đường thẳng D phải, ta thay giá trị T0 vào phương trình tham số của D, hoặc ta thay T0 phải vào phương trình tham số của D phải. Đây là cách để các em tìm tọa độ giao điểm giữa hai đường thẳng trong trường hợp hai đường thẳng cắt nhau. Thầy cho ta tiếp tục làm ví dụ số 3. Ví dụ 3. Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng. Đường thẳng D, x bằng 1 cộng T, y bằng trừ 1 cộng T, z bằng 5 cộng T. Đường thẳng D phẩy, x bằng 1 cộng T phẩy, y bằng trừ 2 cộng 2T phẩy, z bằng trừ 1 trừ T phẩy. Ta cũng giải ví dụ này như quy trình đã học. Trước hết ta thấy đường thẳng D có một vector chỉ phương là vector A có tọa độ 1, 1, 1. Còn đường thẳng D phẩy có một vector chỉ phương là vector A phẩy có tọa độ 1, 2, âm 1. Ta thấy ngay được vector A và vector A phẩy không cùng phương. Vector A và vector A phẩy không cùng phương, ta thấy rằng đường thẳng D và đường thẳng D phẩy hoặc cắt nhau hoặc chéo nhau. Ta tiếp tục kiểm tra xem đường thẳng D và đường thẳng D phẩy cắt nhau hay chéo nhau bằng cách xét hệ tương giao. Ta xét hệ phương trình. Ta cho x bằng x, y bằng y, z bằng z tương ứng ở hai phương trình D và D phẩy. Ta có được hệ 1 cộng T bằng 1 cộng T phẩy, trừ 1 cộng T bằng trừ 2 cộng 2T phẩy, 5 cộng T bằng trừ 1 trừ T phẩy. Ta biến đổi hệ thành T trừ T phẩy bằng 0, T trừ 2T phẩy bằng âm 1, T cộng T phẩy bằng âm 6. Cũng từ hai phương trình trên của hệ, thầy giải được T bằng 1, T phẩy bằng 1. Thay T bằng 1, T phẩy bằng 1 xuống phương trình dưới, các em sẽ được 2 bằng âm 6, vô lý. Như vậy, hệ sẽ vô nghiệm. Ta thấy rằng
hai vector A và A' không cùng phương, hệ tương giao vô nghiệm. Vậy thì chúng ta sẽ kết luận đường thẳng D và đường thẳng D' là hai đường thẳng chéo nhau. Như vậy, thầy trò ta đã có 3 ví dụ để thể hiện quy trình xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng D và D' trong hệ tọa độ OXYZ khi biết phương trình tham số của chúng. Nhưng trong không gian ngoài vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, chúng ta còn đề cập đến vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng. Sau đây, thầy sẽ nêu cho các em chú ý về việc xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng. Ta có chú ý về việc xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ cho mặt phẳng alpha có phương trình AX cộng BY cộng CZ cộng D bằng 0 và đường thẳng D có phương trình x bằng x0 cộng a1t, y bằng y0 cộng a2t, z bằng z0 cộng a3t. Các em đã biết đường thẳng và mặt phẳng trong không gian có 3 vị trí tương đối. Đường thẳng song song với mặt phẳng, đường thẳng nằm trong mặt phẳng và đường thẳng cắt mặt phẳng tại một điểm. Ta cũng thấy rằng để xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng, các em có thể xét số điểm chung của chúng. Nếu đường thẳng và mặt phẳng không có điểm chung, thì đường thẳng song song với mặt phẳng. Nếu đường thẳng và mặt phẳng có vô số điểm chung, thì đường thẳng nằm trong mặt phẳng. Nếu đường thẳng và mặt phẳng có một điểm chung, thì đường thẳng cắt mặt phẳng tại một điểm. Để xét điểm chung của chúng, khi biết phương trình của mặt phẳng và phương trình đường thẳng, chúng ta xét hệ tương giao. Thầy xét hệ phương trình x bằng x0 cộng a1t, y bằng y0 cộng a2t, z bằng z0 cộng a3t. Các em thấy thầy đọc có quen thuộc không ạ? Ba phương trình đầu chính là các phương trình trong phương trình tham số của đường thẳng D. Còn phương trình còn lại, ax cộng bi cộng cz cộng d bằng 0, chính là phương trình của mặt phẳng alpha. Và đây chính là hệ tương giao giữa đường thẳng D và mặt phẳng alpha. Số nghiệm của hệ phương trình này chính bằng số điểm chung của đường thẳng D và mặt phẳng alpha. Để giải hệ phương trình này, các em sẽ thay x, y, z ở ba phương trình trên xuống phương trình cuối cùng. Ta sẽ có phương trình A nhân x0 cộng A1t, cộng B nhân y0 cộng A2t, cộng C nhân z0 cộng A3t, cộng D bằng 0. Thầy gọi phương trình này là phương trình 1. Các em thấy trong phương trình 1, hệ số A lớn, B lớn, C lớn, D lớn biết rồi. Các giá trị x0, y0, z0 đã biết. Và các giá trị A1, A2, A3 cũng đã biết. Trong phương trình này chỉ còn lại một ẩn, đấy là ẩn T. Như vậy, việc giải phương trình này rất đơn giản với các em. Ta thấy rằng nếu phương trình 1 vô nghiệm, nếu phương trình 1 vô nghiệm thì hệ của chúng ta cũng sẽ vô nghiệm. Hệ vô nghiệm nghĩa là đường thẳng D và mặt phẳng alpha không có điểm chung. Có nghĩa là D song song với alpha. Nếu phương trình 1 vô số nghiệm, phương trình 1 vô số nghiệm, hệ sẽ vô số nghiệm. Nếu hệ vô số nghiệm thì đường thẳng và mặt phẳng sẽ có vô số điểm chung. Và như vậy, đường thẳng nằm trong mặt phẳng. Nếu phương trình 1 có nghiệm duy nhất T0, nếu phương trình 1 có nghiệm duy nhất T0, thì hệ của chúng ta cũng sẽ có nghiệm duy nhất. Và khi đó, đường thẳng D và mặt phẳng alpha sẽ có một điểm chung duy nhất.
hay kết luận được D cắt alpha tại điểm M. Tọa độ điểm M sẽ có được bằng cách các em thay giá trị T0 vào phương trình tham số của đường thẳng D. Và ta có được giao điểm giữa D và mặt phẳng alpha là điểm M có tọa độ x0 cộng a1 t0, y0 cộng a2 t0, z0 cộng a3 t0. Đây chính là cách để các em xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hành, các em có thể giảm bớt công đoạn viết hệ. Các em có thể thay luôn giá trị x, y, z của phương trình đường thẳng D vào phương trình mặt phẳng alpha. Có nghĩa là ta bắt đầu giải từ phương trình 1. Để hiểu kỹ hơn về lý thuyết, thầy cho ta nghiên cứu ví dụ số 4. Ví dụ 4. Xác định vị trí tương đối của mặt phẳng alpha x cộng y cộng z trừ 7 bằng 0 và đường thẳng D có phương trình x bằng 1 cộng 5t, y bằng 1 trừ 4t, z bằng 1 cộng 3t. Ta giải ví dụ này như sau. Các em thay các giá trị x, y, z của phương trình đường thẳng D vào phương trình mặt phẳng alpha. Ta có được phương trình 1 cộng 5t cộng 1 trừ 4t cộng 1 cộng 3t trừ 7 bằng 0. Biến đổi phương trình ta được 4t trừ 4 bằng 0. Như vậy ta sẽ thu được t bằng 1. Ở đây phương trình 1 có nghiệm duy nhất. Vì phương trình 1 có nghiệm duy nhất cho nên ta kết luận được D cắt mặt phẳng alpha. Và D cắt mặt phẳng alpha tại điểm có tọa độ là gì? Thì ta đem giá trị T thay vào phương trình tham số của đường thẳng D. Và ta có được đường thẳng D cắt mặt phẳng alpha tại điểm M có tọa độ 6, âm 3, 4. Thầy vừa hướng dẫn các em làm ví dụ số 4. Xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian OX, YZ khi biết phương trình của đường thẳng và mặt phẳng. Trong khoảng thời gian vừa rồi, thầy đã cùng với các em nghiên cứu vị trí tương đối giữa hai đường thẳng và vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian khi biết phương trình của chúng. Sau tiết học này, các em về nhà cần ghi nhớ cho thầy các điều kiện để hai đường thẳng song song, trùng nhau, cắt nhau, chéo nhau và quy trình xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong không gian khi biết phương trình tham số của chúng. Cũng như các em cần ghi nhớ cách xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Hy vọng rằng sau tiết học này, các em sẽ thu được những điều bổ ích và cái việc học tập của chúng ta sẽ đạt kết quả cao hơn. Chúc các em sức khỏe và thành công.